Kênh chăm sóc dừa Minh Nguyễn Nhật Dường xin kính chào bà con nông dân. Hôm nay cũng là tháng 10 Tây ha, tháng 10 Tây dương lịch. Thì hôm nay mình nhìn lại cái hành trình mình, chăm sóc cây dừa của bà con nông dân sao rồi. Thì hôm nay bà con nông dân có sử dụng những loại thuốc mà Minh Nguyễn có chia sẻ cho bà con trong thời gian qua đó. Thì cái mùa này là mùa cao điểm của sự rụng bông ha, rụng trái non và khô bông nước trái đó. Thì hôm nay mình chia sẻ cho bà con nông dân một cái kinh nghiệm thực tế để giúp cho bà con nông dân có được cái vườn dừa mà trái nhiều như vậy ha. Thì đây là mình review cái giống dừa Mã Lai ha, Mã Lai đít bầu, cũng như là nó xim lùng nha bà con đó. Thì hôm nay mình quay, mình đổi cảnh phối cảnh quay bên đây cho bà con nông dân. Có ai có niềm đam mê trồng dừa thì bà con thấy cách chăm sóc dừa của Minh Nguyễn, nếu mà thấy hợp lý cho Minh Nguyễn một like ha, hoặc một lượt subscribe để theo dõi kênh của mình nha. Đó, thì bây giờ cái cao điểm có mùa mưa này, bây giờ nó là vô gần tháng 10 âm lịch dương lịch rồi nha bà con, cũng chuẩn bị đón một mùa Noel sắp tới rồi. Thì chúng ta vào cái thời điểm này, cái dừa nói chung là cái trái dừa cái mùa này rất là rẻ, do ảnh hưởng của các bão số 3 ở Gia Ghi bà con, gây ra rất là thiệt hại cho người nông dân ở các tỉnh miền Bắc ở ngoài ha. Thì cái dừa nó dao động rất là rẻ, thì ở chỗ mình gọt công tay này có chỗ dao động từ 3.000 đến 4.000 đồng trái thôi, rất là rẻ do so với vài tháng trước nha bà con, do ảnh hưởng của cái thiên tai. Nhưng mà cũng vì thế bà con đừng có nản nha bà con, đừng có nản mà bỏ bê nó, không chăm sóc nó. Thì cái dừa, nếu mà bà con bỏ nó thì cái dừa nó không có đậu trái. Thì cái dừa này mùa này bà con chấp nhận nó rẻ đó nha bà con, nhưng mà cái dàn bông trái trên á, bà con tăng cường những cái hoạt chất dinh dưỡng cho phân nó đậu, cho dừa nó đủ khả năng nó đậu trái ra đưa mèo liên tục. Chứ bây giờ theo Minh Nguyễn biết là có một số bà con nông dân, nếu mà ai mà có trong có những cái tình huống này thì mau liên hệ cho Minh Nguyễn để Minh Nguyễn chia sẻ cho bà con cái loại thuốc để với cái loại phân để cho bà con phục hồi lại cái vườn mình nha. Đó, thì bây giờ cái dừa chúng ta thứ nhất là bị tớp đọt, teo đọt ra lại rồi nha, không phải mùa mưa mà cái dừa không bị tớp đọt lên nha bà con. Thậm chí có nhiều vườn, nhiều vườn nó bị cái bằng không ra lưỡi mèo nổi luôn. À, nó không ra lưỡi mèo nổi luôn nha bà con. Tại theo Minh Nguyễn biết, theo cái thời điểm bây giờ, tại cái lúc cái đầu mùa mưa á, là cái dừa chúng ta nó mang trái rất là nhiều, to và tròn khỏe. Nhưng mà bây giờ tới cái giai đoạn này nó sẽ kiệt sức ha. Nếu bà con nông dân làm theo cái quy trình chăm sóc kỹ thuật của Minh Nguyễn thì bảo đảm dừa bà con sẽ ra trái trả lợi rất là nhiều. Thì bây giờ thứ nhất nè, bà con đừng có nghĩ là cái dừa mà cái giai đoạn này bà con bón phân đạm nhiều là nó bị nổ trái nước trái. Đúng rồi, nếu mà giai đoạn này bà con bón phân nhiều nó sẽ nổ trái nước trái, nhưng ngược lại bà con không bón phân thì cái dừa bà con sẽ còn tồi tệ hơn nữa, nó sẽ không ra lưỡi mèo nổi luôn. Thì cái giờ bây giờ cái thời điểm này cái dừa nó rẻ, Minh Nguyễn nói có đúng không, bây giờ nó rẻ bà con chấp nhận vô phân cho mình đúng theo cái tỷ lệ Minh Nguyễn chia sẻ. Có thể là nó bị ảnh hưởng là nứt một số trái ha, nhưng mà đừng vì thế mà bà con nản. Nó nứt trái lớn nhưng mà nó sẽ phục hồi lại cái dàn trái non, nó sẽ bung lưỡi mèo ra phát triển rất là mạnh nha bà con nông dân đó. Chứ thời điểm này bà con không có vô phân thì bỏ nó thì không có, thứ nhất nè, cái lưỡi mèo ra không nổi ha, cái lưỡi mèo không phát triển nổi luôn đó. Thì cái lưỡi mèo không phát triển thì đâu có ra trái non đâu, cho nên bà con nông dân cứ vô phân. Thì cái tỷ lệ vô phân như sau, thì cái mùa này bà con không nên vô những cái loại phân tăng nhanh quá, 30-10-10 bà con không nên vô luôn, ure tuyệt đối không vô luôn, DAP cũng không vô luôn, bà con vô cứ 20-25 hoặc là 16-16-8 là nó có hàm lượng đạm rất là ít nha. Đó, cái mùa này bà con phải vô phân đại điều độ thì cái dừa nó mới phát triển được. Và ngoài ra nếu bà con có điều kiện nữa thì bà con sử dụng cái bao phân humic cho mình 30kg này, để chi, nó tăng thêm cái hoạt chất dưỡng rễ và nó bung cái đọt, nở cái đọt, kích thích cái lưỡi mèo nó phát triển rất là to. Có nhà bà con nói Minh Nguyễn ơi, có loại thuốc nào kích thích lưỡi mèo không? Có, thuốc kích thích mèo thì có, nhưng mà quan trọng thứ nhất nước nhì phân. Phân mới bà con bỏ vô nó mới hấp thụ đủ dinh dưỡng, nó mới đủ sức nuôi cái thân, cái trái. Nhưng mà con giai đoạn này bà con bỏ phân là thua nha. Nhớ, cái bao phân humic đó bà con sử dụng trộn với công thức cho mình. Thì cứ bao phân humic nha,
ba phân mít vậy, bà con trộn một bao NPK thì bà con bón vô một, bà con trộn đều lại bón cho một gốc 350g đó. Thì nó là 6 một bao 10 kg cộng với 50 kg là nó 60 kg. 60 kg thì bà con bón ra được có trăm mấy gốc đó. 360 kg là có thể gần 100 gốc cho bà con tại 350g. Thì mình nói chia sẻ thêm cho bà con luôn là cái dừa bà con nó yếu, nó si thì bà con bón 350g. Còn nếu mà bà con dừa mà con bà bón dừa mà tầm mà bình thường thì bà con bón 300 thôi. Đó. Thì Minh Nguyễn xài cái dừa mình nè, bà con thấy không? Đó, bà con thấy rất là đẹp chưa? Đó, thì những cái kỹ thuật này Minh Nguyễn nó cũng áp dụng theo thực tế nha bà con đó. Thấy chưa? Bà con thấy chưa? Rất là đẹp nha. Nè, lo mà có công chuyện quá, đường nó cũng cạp gãy nên tàu lá dừa này bà con. Chỉ có một hai lá thôi, bình thường không sao nha. Đó, bà con cứ sử dụng một cái bao phân humic cho Minh Nguyễn nha. Thì cái dừa bà con sẽ trái rất là nhiều. Đó, hôm nay mình đổi cảnh mình quay qua bên đây để nhiều bà con nói Minh Nguyễn có một cái clip dừa quay hoài. Có thực tế mình đổi cảnh cho bà con ha, rất là tốt nha. Rồi, thì cái mùa này thì cái dừa nó hay bị sốc nhiệt nha bà con. Minh Nguyễn nói hoài. Cái chai rong biển nó rất là lợi hại cho cái cây trồng chúng ta. Nhưng mà bà con biết không, cái thuốc á, thì cái chai rong biển nó bán rất là nhiều cái loại rong biển, nhưng mà cái loại nào, cái sản phẩm nào mình thấy xài ok thì bà con nên xài. Thì nói chung là cái thằng humic đấy, cái thằng rong biển đó mình xài rất là tốt nè. Đó là mình xài rất là tốt, cho nên mình quảng bá cho bà con. Mỗi cái chai thuốc nó có cái bùa ở trong đó bà con, hiểu không? Mình nói cái bùa là bà con hiểu cái đó là cái gì chưa? Mặc dù một cái chai thuốc rong biển hoạt chất đều như nhau, tại sao cái loại cái chai đó xài hiệu quả, một chai không hiệu quả là có bùa trong đó. Mình nói đây bùa đây là những cái hoạt chất mà mình nói không có nói ra hết thì mà con tự biết rồi đó. Người ta sẽ dùng những cái tuyệt chiêu, tại sao sản phẩm mình bán ra rất là chạy, sản phẩm kia bán không chạy đó, thì mình nói vậy không ha. Đó, rồi cái chai rong biển đó là nó trị được sốc nhiệt, thì cái dừa nó sốc nhiệt nó không có bung đọt nổi, sốc nhiệt thì nó sẽ bị hư. Con người cũng vậy, sốc nhiệt rồi khi nó gây ra là bị đột quỵ luôn á chừng ha. Đó, còn cây dừa cũng vậy, sốc nhiệt nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự phát triển của cây dừa. Thì bà con sử dụng cái chai rong biển cho Minh Nguyễn nè, và cái chai boron B cộng nó sẽ tăng thụ phấn. Mùa này là nước mưa nó vô nhiều nó hay bị đen bông, bà con sử dụng cái chai rong biển, cái chai boron B cộng nha. Cái chai đó là cái thành phần nó dưỡng bông, kéo bông và nó tăng độ trái rất là cao, boron B cộng nha. Đó, thì Minh Nguyễn nói về nãy giờ hay thì bà con cho Minh Nguyễn một like nha. Đó, thì hôm nay Minh Nguyễn sẽ quay cho bà con ở cái clip dừa bên đây nè. Clip dừa này bây giờ nước này nó cũng còn đang lé đé nha bà con. Cái mặt nước với cái clip này nè đang lé đé đé nhau luôn, tại mưa ở Gò Công mình mưa rất là lớn nha. Đó, nhưng mình cũng dành thời gian để mình quay cho bà con cái cách chăm sóc dừa. Rồi, cái chai nếu mà dừa cái thời điểm này, cái thứ nhất nè, cái lưỡi mèo ra không nổi và tớp đọt, thì lưỡi mèo thì có cái chai lớn trái dừa 99 đó quý bà con nông dân. Bà con nông dân cứ xài cái chai lớn trái dừa 99 vô, xịt vô cho nó dừa to trái mà dừa phát triển lưỡi mèo rất là mạnh. Đó. Bà con cứ xịt vô phun vô cho mình. Đó. Dày cơm ngọt nước là cái tay chai lưỡi mèo. Đó, bà con thấy cái dừa mình không? Nói chung là cái dừa mình là để là dừa giống luôn. Bà con thấy nè, nó trái nó xay buồn luôn. Đó, rất là đẹp nha. Nhưng mà ở cái vàng trên nó không bị buông. Là có nghĩa là mình áp dụng theo cái câu thần chú của mình, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Và cái hai cái quan trọng nữa là mình sử dụng đúng cái loại phân cần thiết cho cây dừa và cái loại thuốc cho cây dừa. Thì đó nè, bà con thấy không, cái dừa nó không bị bỏ cổ nè, nó tái vàng luôn đó. Nếu bà con đam mê trồng dừa thì thấy cái vườn dừa này bà con chắc cũng có thể là không phải mình nổ, cho bà con thấy là tỷ lệ đạt 80-90% thay so với cái kỹ thuật trồng dừa Mã Lai. Dừa Mã Lai nó khó trồng lắm, nhưng phải đơn giản như bà con nghĩ đâu nha. Nhà mà con không biết cách chăm sóc thì cái dừa chúng ta sẽ bỏ cuộc luôn đó, chứ không phải mà đơn giản đâu. Đó. Thì bà con xem video, nói chung Minh Nguyễn mai mốt sẽ tạo thời gian, sắp xếp thời gian để like cho bà con mỗi buổi tối ha. Để cho có cách bà con muốn chăm sóc cây dừa tốt hơn thì bà con cứ vào khoảng khung giờ là 6:30 tới 7 giờ đó. Để chồng quay khúc video cái đã. Đang quay video, tắt đi. Rồi, ok, tắt đi.
Bà con cứ áp dụng theo cái hay, xin lỗi bà con, là mình cái khung giờ đó là Minh Nguyễn có like cho bà con nha, thì bà con đón xem cái kênh của Minh Nguyễn Miệt Vườn thì cái khung giờ mà 6:30 tới 7 giờ ha, đó thì Minh Nguyễn hay like chia sẻ bà con cách chăm sóc dừa, vì sao dừa hay rụng bông thối đọt rồi đó, mà đuông ăn rồi kia Minh Nguyễn có chia sẻ cho bà con mỗi buổi tối nha, để Minh Nguyễn sẽ sắp xếp thời gian. Minh Nguyễn hổm có hứa bà con like lên nhưng mà vì bận công việc đột xuất quá Minh Nguyễn không có like được, mong bà con thông cảm nha. Thì mình sẽ like cho bà con, và những cái loại thuốc nào, những cái loại thuốc chiên minh cây dừa mình sẽ báo giá trong cái phiên like đó nha bà con, mình báo giá trực tiếp luôn. Nhưng giờ bây giờ quay vlog mình không có báo, nhưng mà mai mốt mình sẽ like trực tiếp thì mình sẽ báo giá cho bà con từng cái loại thuốc, bà con cần cái loại nào. Mình là chuyên dùng minh cây dừa đó, bà con thấy mình không mà quảng bá những cái thuốc cho minh cây dừa không, thì mình là cái nhà nông mình trồng dừa, mình có sao mình biết kinh nghiệm gì giờ mình chia sẻ cho bà con, quý bà con vậy đó ha. Đó, đây là mình, nói chung là cây dừa nào cũng vậy, mình là dừa Mã Lai đít bầu, nhưng mà cái chăm sóc cây dừa nó hầu như nó tương tự nhau chứ nó không khác gì hết nha bà con. Cũng là cách đi phân, chăm sóc phân thuốc đầy đủ thì nó ra trái nè. Đó, bà con thấy cái vườn dừa cực kỳ đẹp mắt không? Rồi, bà con muốn đẹp màu cái dừa mà muốn lên màu cho sắc sỡ đẹp hơn, bắt mắt, lái nó phái gì nó bóng trái á, bà con sử dụng cái bị gói canxi. Canxi bo đó bà con. Nó cái trái nó bóng đẹp lắm, rất là đẹp nha. Đó. Đó, mình quay cho bà con ha. Đây cái mực cái mương mình nè, ta nói nhất nước về phân, bà con cứ lên trồng dừa mà có cái mương to phè thì cái nước cái lượng nước nó đủ độ ẩm cho dừa nó rất là tốt nha. Thứ hai nữa nó có cái chỗ xả phèn nhé. Đó, bà con cứ áp dụng theo cái công thức của Minh Nguyễn thì cái dừa bà con sẽ ok như vậy nha. Thì nói chung là không phải là dừa mà trái nhiều gì nhưng mà nó đủ cái thu lợi nhập cho bà, lợi nhuận cho bà con nè. Đó, bà con thấy không, trái rất là nhiều. Mình quay từ trỏng ra đây rồi đó, cho nay mà hôm nay mình đi clip bên đây, nói chung mình đổi cảnh liên tục cho bà con chứ không phải là mình có một cái clip mình quay hoài mình cắt ghép gì đâu. Đó, đây nè, bà con thấy trái không, rất là đẹp nha. Rồi, thôi Minh Nguyễn cũng xin kết thúc video clip tại đây. Bà con thấy video hay, có hữu ích thì cho Minh Nguyễn một like, một lượt subscribe đăng ký. Hoặc là bà con muốn xem Minh Nguyễn like trực tiếp vào cái khung giờ là 6:30, 16 giờ bà con. 16:45 đến 17 giờ. Đó, thì Minh Nguyễn like cái khung giờ đó cho bà con đặng chiều bà con sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, bà con mở ra, bà con xem. Và Minh Nguyễn sẽ bà con bình luận trực tiếp, comment về cho mình sẽ trả lời chia sẻ những cái kinh nghiệm, cái kỹ thuật mình có cho bà con nông dân nha. Thôi, Minh Nguyễn xin chào bà con nông dân. Hẹn gặp lại bà con nông dân trong video tiếp theo nha.